Ngày 15 tháng 9 tại Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, đoàn thanh tra của Sở Lao động Thương binh Xã hội tiến hành thông qua biên bản làm việc về kết quả thanh tra việc chấp hành thực hiện nhiệm vụ chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn thành phố Sông Công. Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh chủ trì hội nghị. Trước đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công, hồ sơ lưu trữ của 5 xã phường và kiểm tra thực tế tại 5 xã phường trên địa bàn thành phố. Kết quả cho thấy, hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo đến các phòng ban đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường với tổng số 35 văn bản. Các xã phường trên địa bàn thành phố đã thực hiện triển khai chính sách hỗ trợ giảm nghèo, lồng ghép cụ thể vào nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, được cụ thể hóa thành chương trình mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện tốt. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, công tác thanh kiểm tra, giải quyết đơn phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách hỗ trợ giảm nghèo được quan tâm. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá cao việc chấp hành thực hiện nhiệm vụ chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn thành phố Sông Công, đồng thời đề nghị Sông Công hoàn thiện một số nội dung còn thiếu để tiếp tục thực hiện tốt chính sách giảm nghèo trong thời gian tới.